Ok, và xin chào anh em quay trở lại với kênh của em à. Hôm nay mình sẽ làm quả giáo án gâu gâu anh em ơi. Thì nói chung là giáo án gâu gâu này mình cũng lâu lắm rồi mình không có đánh anh em ạ. Để xem đợt này mình comeback giáo án gâu gâu liệu có khỏe không nha anh em. Và đối thủ của mình đây chính là một người chơi Yasuo. Tôi nghĩ rằng là để có thể hạ gục được người chơi này chắc tôi cần phải học cách né Q thôi, chứ nếu không tôi sẽ bị chọc bét. Ok, rồi, lên thôi. Nhưng mà hình như đầu game Nasus đâu có đánh lại Yasuo đâu. Thôi chạy. Chúng ta có nội tại 12% hút máu, ngon vãi trưởng ra anh em. Vừa vào game cái đã có như kiểu là một cái câu gì? Tôi cũng không có đánh Nasus từ cái đợt nó cập nhật meta đến giờ, nên tôi cũng không biết lên đồ gì anh em ạ. Nhưng mà tôi dự đoán kết quả là tôi sẽ lên tam hợp kiếm, kim băng, giáp tâm linh. Ok, ra xua đâu, ra đi. Tôi chính là cái tên may mắn của người anh em đây. Bro, tôi hy vọng là thằng cha ra xua này nó đánh vừa vừa thôi, chứ nó đừng phải là main ra xua, không tôi sẽ bị mất anh. Mà kiếm né qua cái, ok. Chát thôi, đừng đánh. Tài ghê lắm anh em. Đầu game tôi sẽ cố gắng farm được con nào thì farm nha anh em. Ok, né được rồi. Lừa đấy, đứng à. Chọc kè, đó, đúng rồi. Ok, sau quy rồi anh em ơi. Ây à, tôi bị vào quy rồi. Ôi, lên cấp 2 nó sẽ dí thôi anh em. Mày nói cái gì? Ây ô. Ai làm gì căng thế anh ơi. Ôi, chân nhầm mối. Ôi dồi ôi. Uầy, quy bắt đầu khỏe rồi anh em ạ. Má quy bắt đầu khỏe đó. Đứng cẩn thận nha, đứng. Rồi xong, phút thứ 600 quy rồi, đứng ạ. 111 rồi. Chết rồi, đứng ơi. Đứng ơi. Đi xin lên ganh này, đứng đây. Thế mặt na, cái đầu xanh nó thế mặt na anh em ạ. Nó lại hồi, nó hồi blast trời đấu. Ủa rồi. Ok. Nice. Rồi tôi bổ quy gai máu tôi lên nhỉ anh em. Quá đơn giản anh em ạ. Úi chúa, quá nhiều quy thì sẽ như thế này đây. Lên đồ trước hay lên đồ sau thì cũng thế thôi. Này, bây giờ mà tôi đánh cái quả này vào Yasuo chắc chết. Nhưng mà thôi, tôi thương Yasuo nên tôi sẽ lên trang bị này. Nên giờ nhìn ra là Yasuo khỏi chơi luôn quá anh em. Má quy lên kìa anh em. Phút 15 liệu lên được 500 quy không? Quá trời farm rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Quá trời rồi, quá trời, quá đất rồi. Tiền quy như thế này ra xua chắc đi quá à. Má lấy tôi bỏ
ra xua trước đẹp ung thư sớm mà anh em, thì thải ra xua nó đâu có lợi đâu. À, đóng cửa nhá. Ok. Sung 14 anh em ạ. Ra xua múa sung lắm nhưng mà hơi đen. Uầy, một quy phát thì lính kia chết luôn mà anh em. Dã man thật. Ma quỷ như thế này rồi. Trời ơi anh em ơi. Quái vật gì thế này. Tôi mà có bờ lô tôi farm chắc còn cháy nữa. Da xua biến mất rồi anh em. Đây da xua đây. Da xua vẫn rất sùng. Chuẩn ơi, mình hết mana rồi anh em ơi. Chạy, 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 chạy. Bây giờ mình sẽ lên team băng. Đây là cái trang bị gọi là khắc chế luôn. Đó, xong lên cái này nữa. Để dành sự yêu thương cho Gia Xua. Cũng là một cái người mà tôi rất hay, vị tướng tôi rất hay sử dụng. Nhờ có Lee Sin câu 2 pha phá lát cuộc đời tôi đã thay đổi anh em ạ. Có khả năng cao khi tôi bất tử quá. Giờ tôi lên cái này nữa rồi thì sao chúng nó đánh. Bây giờ tôi lên cái này xong rồi tôi lên thêm cái quả này nữa anh em. Đâu nhỉ? Đấu sĩ đâu? Đây này. Tôi lên thêm cái đấy nữa rồi sao tìm người ta đánh anh em. 500 quy rồi. Tôi chỉ tập trung farm quy thôi. Không mất máu luôn anh em. Ui giời ơi, một quy đấy nhá. Thật pha này cái băng trụ đó. Thôi đi rồi anh em ạ. Ơ tôi chưa đi. Bãi trưởng tôi châu rồi. Tôi chưa kịp làm xong giáo án, anh em ơi đừng win. Từ từ, đừng win sớm. Trời ơi, tôi còn chưa xong giáo án nữa. Giáo án gâu gâu của tôi còn chưa có nhiều đồ mà đã win rồi. Quên mất đập trụ anh em ơi. Ôi Khương, tôi đã làm gì thế này?